Xin chào mọi người, mình là Mai Phương đây. Và trước khi mà vào phần video thì mình có một vài điều muốn nói với các bạn như thế này. Thì giữa mình và anh Gà có hỗ trợ cho nhau, thật sự là anh Gà hỗ trợ cho mình nhiều hơn. Thì có những cái video là anh Gà thực hiện hoàn toàn, là cho nên là nhiều khi các bạn thấy video của mình mới ra nhưng mà nghe lại giọng anh Gà thì cái điều hiển nhiên đó chính là bởi vì Rolox, cái khung giờ mà Rolox nó ra những cái vật phẩm miễn phí mới hay là cái gì đó thường là buổi khuya, thì mà thông thường thì buổi khuya có thể là phần lớn là mình không thể làm video được, cho nên là anh Gà đã giúp May làm được những cái video đó để mang đến cho mọi người những cái vật phẩm mới nè, có khi là những vật phẩm giảm giá hay này nọ đó. Cái điều đó thì các bạn, mình nghĩ là nên các bạn nên cảm ơn anh Gà nữa chứ đừng, tại mình thấy có nhiều comment than là bảo là anh Gà cướp kênh mình nè, không thì muốn nghe giọng mình này nọ. Thì thực sự là một phần là bởi vì hoàn cảnh hết nên là mình không thể làm video, cho nên là anh Gà làm giúp mình. Thì chung quy mình và anh Gà cả hai đều muốn đem lại cho mọi người những cái thông tin nhập code nè, vật phẩm miễn phí này nọ là một cách sớm nhất có thể. Cho nên là vì thế mà dù mình hay là anh Gà thì mong là tình cảm của mọi người dành cho mình và anh Gà đều như nhau. Ok, và chúng ta trở lại phần video nhé. Vật phẩm tiếp theo nhập code đó chính là chiếc xe đạp này. Và cái mã của nó thì như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ vào trang nhập code và nhập nó nha. Và đây là code. Và vui lòng các bạn nhập đúng như trên cái video của mình. Và vui lòng là kiểm tra lại cái phần đăng nhập tài khoản trên cái trang web nhập code này, các bạn đã đăng nhập chưa. Thực sự mà nói thì có rất là nhiều bạn bảo là không nhập được, mình cũng không hiểu vì sao luôn. Đã có rất nhiều người nhập được, nhập thành công, mà tại sao các bạn lại nhập không được? Có thể là trong quá trình mà cái phần mà đăng nhập tài khoản của các bạn trên cái trang web nhập code này nó không được. Đấy, thì bây giờ mình redeem cho các bạn xem nè. Đấy, thành công, chúng ta đã có được chiếc xe đạp đó. Thì bây giờ mình sẽ vào avatar check cho các bạn xem nha. Và đây là chiếc xe đạp mà chúng ta đã nhập code thành công rồi đây. Đấy, và nó là một cái gear cầm tay khá là to ha, trong cái avatar mình thì mình thấy nó khá là to. Và cái vật phẩm này nó cũng nằm, đây là đêm thứ 3 rồi, đây là cái ngày thứ 3. Mình nghĩ là sẽ còn ngày thứ 4, tại vì còn một cái vật phẩm trong cái series của cái phim đó, cái phim gì ta, tự nhiên quên tên này. Nói chung là mình sẽ chèn cho các bạn xem nó là cái phim gì nhá. Đấy. Ok, và như cái mình đã lưu ý là mong các bạn là nhập đúng và kiểm tra phần đăng nhập nha. Chúc các bạn nhập thành công. Và các bạn có thể nhìn thấy cái thời điểm mà mình quay đó chính là gần 12 giờ khuya rồi. Nhưng mà mình phải đợi tới sáng mới có người coi, úp mới có người coi được đó. Các bạn phải hiểu được cái vấn đề đó chứ. Đương nhiên là chúng ta biết cùng cái thời điểm có thì thời điểm mà chúng ta có thể biết chung, nhưng mà cái việc mà ra video sẽ trễ hơn tại vì cái múi giờ của người nước ngoài giữa lúc khuya như thế này là bên họ là đang ban ngày, còn mình đang ban đêm ban khuya mà đúp video giờ này ai mà coi, đúng không? Ok, và chúc mọi người nhập thành công, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Sayonara.